Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu chi tiết về cái sản phẩm sách vải bên mình. Mình bán sách thì cũng khá là lâu rồi, tuy nhiên là chưa có thời gian để giới thiệu cho các bạn chi tiết về sản phẩm của bên mình. Thì hiện nay sách vải khá là phổ biến và trên thị trường cũng có khá là nhiều bạn bán sách này, nhiều chỗ bán sách như thế này. Tuy nhiên thì mình sẽ đưa ra cái điểm một số điểm khác biệt mà sách của bên mình có. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ xem về kích thước nha. Kích thước sách vải bên mình thì khổ là khổ hình chữ nhật chứ không phải là khổ hình vuông như các bạn thấy, như các bạn tìm hiểu nhá. Và kích thước cũng khá là rộng. Đây, chiều dài sẽ rơi vào tầm 25 đến tầm 27 cm như thế này. Gần 30 cm. Đây là chiều dài nhá. Đây là chiều rộng sẽ rơi vào tầm 22 cm hoặc là 20 cm nhá. Đó. Kích thước khá là rộng và như vậy thì các chi tiết sẽ được nhiều hơn. Thứ hai là có một số bạn hỏi mình là bên mình làm hoặc là bằng may hay là bằng khâu tay hay là dùng keo để dán lại. Thì mình cũng trả lời luôn là mình dùng cả ba thứ trên nha. Có một số chi tiết đặc thù thì mình sẽ may, còn một số chi tiết mà nó cần cái sự khâu tay thì mình sẽ khâu tay, và có nhiều chi tiết phải dùng keo thì mình sẽ dùng keo. Ví dụ như là cái chi tiết này thì mình buộc phải khâu tay nha, thì nhìn nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Còn với chi tiết như thế này thì mình sẽ phải may. Sách bên mình thì mình sẽ dùng hai lớp vải ráp vào nhau như thế này, sẽ rất là dày. Đây là hiện tại là mình sẽ làm, bây giờ shop sẽ làm theo cái mẫu mới như thế này và không làm theo mẫu cũ nữa. Thì theo mình thì cái mẫu mới này thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Mình sẽ dùng máy khâu để khâu lại các đường viền như thế này. Và các đường viền còn đường viền bên ngoài như thế này thì mình sẽ dùng kéo cắt những cái đường viền như thế này. Hơn nữa là một tiết đó là một số các chi tiết thì đây là phần bìa nhá. Phần bìa đây là làm theo mẫu của khách yêu cầu. Còn thường thì bên mình sẽ miễn phí cái phần bìa mà chỉ có tên của con và một số chi tiết nó đơn giản hơn. Còn bìa thì các bạn muốn đặt theo mẫu nào thì cũng được nhá. Đây là một số các chi tiết. Mình sẽ dùng những cái mắt thú như thế này. Đó. Thì để nó sinh động hơn, và phần cúc như thế này. Phần keo dán cũng rất là chắc, người lớn cũng không thể dùng tay để mà xé ra được. Cho nên là các bạn có thể yên tâm về việc là sợ sách không bền hay là sách rách nha. Có nhiều bạn khi đặt sách bên mình thì cũng có băn khoăn như vậy, là sợ khi mà con nghịch hiếu động quá thì có thể làm rách sách. Tuy nhiên thì đây là sách vải, mình cũng các bạn có thể hoàn toàn yên tâm nha. Nữa là cái vải bên mình ấy, vải bên mình thì rất là dày. Chứ hiện tại thì có một số nơi họ bán vải khá là mỏng, nếu như mà không tinh ý và không tìm được mua thì cái vải, chất lượng vải nó sẽ rất là xấu. Nên là bên mình lựa chọn toàn những vải dày. Các bạn có thể yên tâm về chất lượng vải bên mình nha. Đây mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn về một số trang sách. Đấy, các chi tiết thì bên mình sẽ tận dụng tối đa để có thể giúp con có thể phát triển được nhiều cái kỹ năng nhất, có thể dùng sách hiệu quả nhất có thể nhé. Đây là trang đếm hạt này, trang ghép hình.
Về màu sắc thì bên mình lựa chọn chủ yếu là những cái màu sắc nó tươi và nó sặc sỡ một chút. Tuy nhiên thì có một số cái màu sắc mà nó khá là chói mắt cho con thì mình không vận dụng vào đây, mình không kết hợp vào. Như mẹ nào mà có thể tìm hiểu kỹ hơn ấy thì có thể thấy là có một số cái màu sắc mà nó không phù hợp với mắt của con, để dễ làm cho bị chói mắt ấy. Thì ở đây bên mình không sử dụng những cái màu như thế. Tiếp nữa là mình sẽ dùng cái phen tròn như thế này để cho các bạn có thể dễ bỏ trang sách ra. Bởi vì là khi mà ví dụ như con chơi mà con làm bẩn ấy thì các bạn có thể tháo được một trang sách này ra để giặt, thay vì là chúng ta phải giặt cả quyển nhá. Khi mua sách của bên mình thì bên mình sẽ tặng cho các bạn một cái túi nhỏ xinh như thế này để các bạn có thể đựng một số cái vật dụng mà khi con chơi mà con chưa cất vào ấy, thì như thế thì nó sẽ không bị thất lạc đi. Đây, như thế này. Còn một vấn đề nữa là làm thế nào để có thể vệ sinh sách. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn có hai cách nhá. Cách thứ nhất thì các bạn có thể dùng cái con lăn vải như thế này. Nếu như mà tìm mua được thì các bạn thì càng tốt, là các bạn khi mà sách nó ở cái mức độ mà bị bụi bẩn bám vào, ví dụ con chơi con để trên nền nhà hay là một thời gian thì bụi nó sẽ bị bám vào ấy, thì cái đấy thì đơn giản thôi, thì các bạn có thể dùng cái con lăn này thì các bạn lăn sách để vệ sinh sách như thế này. Ví dụ như những cái bụi ở xung quanh như thế này thì chúng ta lăn ấy thì sách nó sẽ sạch và nó sẽ không còn cái phần bụi bẩn bám vào nữa. Đây, mình mới lăn một chút mà vì cái vải này nó khá là bám bụi. Tuy nhiên thì cũng không nhìn rõ lắm đâu, nhưng mà mẹ nào muốn sạch sẽ thì có thể dùng cho con. Phần cách thứ hai là các bạn có thể dùng cái bàn chải đánh răng cũ như thế này. Các bạn dùng với xà bông, xà phòng thì các bạn khi mà sách nó bị bẩn quá, ví dụ như con làm đổ sữa hay là một cái vết bẩn nào đó mà không thể dùng con lăn để lăn được ấy, thì các bạn dùng cái bàn chải này và cho một chút xà phòng hay là xà bông tắm vào thì được nhá. Các bạn cho đều lên và các bạn dùng cái bàn chải này chải. Cũng có một số bạn, mình khi mình hướng dẫn các bạn là vệ sinh bằng cái bàn chải như thế này thì một số bạn nói là có sợ là giặt, khi giặt mà bị bong các chi tiết này ra không, thì mình khẳng định là không nhá. Bởi vì các chi tiết này mình đã, một là may, hai là khâu tay, ba là dán keo rất là chắc. Các bạn có thể thấy là các bạn dùng tay để cậy cũng rất là khó. Đây là mình đang dùng lực nhá. Mình đang dùng lực để cậy ra mà cũng không thể cậy được. Thì các bạn có thể yên tâm là các bạn có thể dùng cái bàn chải này chà thoải mái mà không sợ bị rách. Đây mình dán, đây là mình đang dùng lực rất là mạnh nhá. Đó. Cũng không có vấn đề gì. Các bạn thấy chưa? Tất cả các chi tiết khi mà mình dùng cái bàn chải để chải như thế này thì nó cũng không có vấn đề gì xảy ra là bị bong hay là bị chóc ra. Đấy là một số điểm đặc biệt mà shop mà sách của bên mình có, thì mình giới thiệu cho các bạn khi để các bạn đỡ băn khoăn khi mà chọn mua sách cho con, thì chọn ở những đặt mua để các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về sách của bên mình. Hiện tại thì cái shop sách của bên mình thì khá là nhiều, lượng đặt khá là nhiều. Tuy nhiên là mình cũng không thể update thường xuyên những cái mẫu sách liên tục được, tại vì là có một số sách nó có nội dung trùng lặp ấy, thì mình chỉ up ảnh của một số cái quyển nó phổ biến nhất và tượng trưng để các bạn có thể tham khảo các sách ấy thôi, chứ còn vì thời gian cũng khá là gấp nên là mình cũng không thể
chụp hết được tất cả các mẫu mà các bạn đặt để up lên. Thì có à khi nào có mẫu mới thì mình sẽ update vào cái album chọn trang sách. Các bạn có thể vào đấy để chọn sách nhá. Đây là quyển sách cho bé gái. Màu sắc thì mình sẽ tự điều chỉnh, bên mình màu sắc sẽ tự điều chỉnh sao cho mà phù hợp với giới tính của con nhất, và các bạn hoàn toàn có thể yêu cầu cái màu sắc để làm cho con nhé. Có một số bạn thì cũng có gửi một số mẫu trên mạng cho mình, thì mình cũng nói luôn là mình vẫn sẽ làm theo các mẫu đấy cho bạn, nhưng tuy nhiên là mình sẽ có một số chi tiết nếu như nó cảm thấy nó không phù hợp thì mình sẽ trao đổi lại với bạn để các bạn có thể để tư vấn cho các bạn hơn, và mình cũng không khẳng định là mình sẽ làm giống 100%, tại vì là có những cái màu sắc mình sẽ thay đổi về màu sắc để sao cho nó hài hòa nhất. Hơn nữa là các bạn có thể tự do nêu ý tưởng cho bên mình sẽ làm theo ý tưởng của khách, các bạn có thể nêu ý tưởng ở bên đó, sau đó thì bên mình sẽ xây dựng hình ảnh rồi báo lại cho các bạn. Nếu như mà thống nhất thì chúng ta sẽ làm theo cái mẫu xây dựng của bên mình. Đấy, đấy là một số mình đã giới thiệu qua về sách của bên mình. Thì chúc các bạn có thể tìm hiểu kỹ nhất, tốt, và có thể đặt mua sách để mà trong cái tâm thái là nó được thoải mái nhất và hoàn toàn tin tưởng ở bên mình. Thì xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở một số cái clip khác về sách vải. Mình sẽ có thêm một số cái clip khác để nếu có thời gian thì mình sẽ làm hướng dẫn cho các bạn làm cái sách này. Tuy nhiên thì nó cũng khá mất nhiều thời gian, cho nên lúc nào có thời gian thì mình sẽ làm. Và hy vọng là các bạn sẽ luôn ủng hộ shop. Hy vọng là các bạn sẽ đặt hàng nhiều hơn. Rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn nhé. Xin chào.